Hàn băng chi xa của Dư Cô Nương quả như lợi hại, có thể đánh sập các bức tường thành kiên cố để mở đường cho đám người Tuyết Ưng xông thẳng về phía trước. Cả đám xông vào chính điện, vậy nhưng lại không thấy bóng dáng của bất cứ kẻ địch nào. Cảm giác hình như không đúng lắm. Dư Tĩnh Thu đã cảm thấy nơi này trống trải, ắt phải có nhiều cạm bẫy, dặn dò mọi người nhất định phải cẩn thận. Chuyển cảnh tới một đại điện bí mật của Lưu Hoài Như, hắn ta có vẻ đang chễm chệ ngồi trên ghế trách móc đám thuộc hạ làm việc thất trách. Cũng may là Lưu Hoài Như hắn đã có suy tính trước, gài các loại bẫy ở khắp mọi nơi, mục đích nhằm tiêu diệt đám người Tuyết Ưng. Trước khi đám thuộc hạ rời đi, Lưu Hoài Như biến ra 3 viên ma thần thủy thạch và căn dặn chúng phải cẩn thận. Trong đám người từ Long Sơn Lâu đến kia có một người là kỵ sĩ xưng hầu. Ma thần thủy thạch là thánh vật của tà giáo. Phục dụng một viên có thể tăng mạnh đẳng cấp đấu khí trong tức khắc. Ba tên áo đen khi nuốt vào ma lực tràn trề trong cơ thể. Vì ma thần đại nhân, bọn chúng dù có chết cũng không chút hối hận. Bọn chúng vừa rời đi không lâu thì đột nhiên vang lên một tiếng cười đầy bí hiểm. Cái này không ai khác chính là vị thần sứ cao thượng mà chúng tôn thờ. Mặc dù có ma thần thủy thạch trong tay làm gia tăng sức mạnh, nhưng bọn chúng lại không hề biết rằng thứ bảo vật này cũng có tác dụng phụ. Sư cô nương dùng pháp thuật của mình để cảm thấu xem Lưu Hoài Như rốt cuộc đang ở nơi nào, mà nơi đáng nghi ngờ nhất lại chính là dưới đại điện. Bên dưới đang ẩn chứa một luồng sức mạnh đầy nghi hoặc. Từ Bách Vinh vì muốn thể hiện trước mặt vị nữ tử xinh đẹp mà đã hành động lô mãng khiến cho tên thuộc hạ Lương Ung, kỵ sĩ cấp Ngân Nguyệt phải rơi vào cạm bẫy thiểm điện. Thiểm điện này quả nhiên lợi hại, đến hàn băng của Dư Tĩnh Thu cũng không hề hấn gì với nó. May thay nhờ có sự mưu trí của Tuyết Ưng cộng với sự yểm trợ của Dư Cô Nương, cả hai nhanh chóng phá giải được pháp trận cứu được Lương Ung. Kỵ sĩ xưng hào có thể phong ấn một vài pháp thuật cao cấp vào trong quyền trục này. Lúc cần tới thì dùng tinh lực dẫn lối là có thể mau chóng phóng ra. Lúc này đám người tà giáo đã phục sẵn ở đây, chỉ chờ đám người Tuyết Ưng cạn kiệt sức lực. Không ngờ rằng tên cầm đầu lại có ý định tạo phản. Thứ mà bọn chúng tôn thờ không phải là Lưu Hoài Như mà là thần sứ đại nhân cao cao tại thượng. Tuyết Ưng cùng với những người bạn đồng hành trải qua vô số công gai, chạm bẫy, nguy hiểm trùng trùng cuối cùng cũng đến được lối ra. Thật tò mò đằng sau cánh cửa lối ra kia, liệu còn có những thử thách gì đang chờ đón bọn họ đây? Cánh cửa dẫn lối mở ra, đưa đồng bá Tuyết Ưng cùng với đám người Dư Tĩnh Thu bước vào huyền huyễn mộng cảnh. Nơi mà sự khao khát của con người có thể được thỏa mãn. Và đương nhiên, đồng bá Tuyết Ưng cũng không ngoại lệ. Hắn rời vào mộng cảnh được gặp lại cha mẹ, tiểu đệ đệ Thanh Thạch, Tổng Thúc, Tam Đồng Thúc và Du Nguyệt Cô Nương. Giấc mơ trên thực tế mức khiến cho Tuyết Ưng tin rằng đây mới là thật, còn những thứ vừa trải qua chỉ là mộng ảo. May thay là có lá bùa hộ thân mà trước khi lên đường Khổng Du Nguyệt đã đưa cho hắn đeo bên người, đã giúp hắn trở về với thực tại. Chứ nếu không hậu quả e rằng khó mà lường trước được. Vì ngày trước Dư Tĩnh Thu ở phòng Nam đã được luyện tập ảo cảnh này rồi, nên may mắn thoát ra được. Bây giờ đám người bọn họ đều đang đắm chìm trong ảo cảnh của bản thân, cần phải đánh thức bọn họ tỉnh dậy nhanh nhất có thể. Tên thủ lĩnh biết trước được kế hoạch của Tuyết Ưng, đó là để Tĩnh Thu thi triển pháp thuật. Sau đó thì hắn bước vào mộng cảnh để đánh thức ba người kia thoát khỏi nó. Đến lúc đó, Dư Cô Nương bận rộn thi triển pháp thuật, ý thức đồng bá Tuyết Ưng lại rời khỏi cơ thể, đó cũng là thời cơ thuận lợi cho hắn hành động. Từng người một được Tuyết Ưng dùng huyết vụ đánh thức tỉnh. Ai ai cũng đều có ham muốn riêng của bản thân, nhưng rồi họ cũng thoát ra được thứ mộng cảnh huyền huyễn đó để về với thực tại làm lại cuộc đời một lần nữa. Lúc này tên kia đã biết, bẫy huyền huyễn ảo cảnh đã không còn tác dụng nữa, nên đã trực diện tấn công đám người Tuyết Ưng. Đông bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu, Đường Hùng và Lương Ung cùng nhau hợp sức đánh bại kẻ địch. Nhưng nhờ vào ma thần thủy thạch nên hắn đã được nâng cấp lên thành kỵ sĩ xưng hầu. Cấp xưng hầu quả nhiên không dễ dàng gì có thể đối phó được. Trận chiến vô cùng căng thẳng diễn ra giữa hai phe thiện ác. Dư Tĩnh Thu quan sát xung quanh và phát hiện ra rằng trên trần có thứ gì đó đáng ngờ, liền thi triển pháp thuật phá vỡ thứ đó. Quả nhiên sau khi đánh vỡ, nó liền hiện ra lối ra cho bọn họ. Tên kia biết rằng không thể trụ lâu nữa liền nhanh chóng chọn ra một trong số bọn họ để làm vật hiến tế ma thần. Tên Từ Bách Vinh vừa vô dụng lại yếu hèn, rất thích hợp cho điều này. Nhưng thật không may, đến phút chót, Lương Ung lại đỡ đòn hộ Từ Bách Vinh khiến bản thân rơi vào nguy hiểm. Sau khi được Dư Tĩnh Thu thi triển pháp thuật chữa trị vết thương, vậy nhưng Lương Ung sớm biết bản thân sẽ chẳng thể nào trụ nổi nữa nên khuyên mọi người không nên phí công vô ích vì một người sắp chết như hắn. Tên Từ Bách Vinh mặc dù được Lưu Ung dùng tính mạng thế thân, vậy nhưng hắn chẳng thèm một câu hỏi thăm mà ngược lại còn trách cứ, cho rằng nàng ta đang lãng phí linh lực, không nên vì cầu của tư gia mà phí phạm thời gian như vậy. Tuy nhiên, Lưu Ung lại chẳng hề mảy may để tâm. Thứ hắn ta muốn là con gái hắn sau này sẽ được tư gia bảo hộ, an toàn trưởng thành,
dù hắn có làm cầu của Tư gia bị sỉ nhục tới mức nào cũng được. Lương Ung bỗng nhớ lại lời của Tư An Lâu Chủ của Long Sơn Lầu về việc đề nghị hắn rời khỏi Tư gia đến Long Sơn Lầu. Ngoài ra, Tư An còn giao ra bảo vật Hắc Thiết Lệnh với lời đề nghị giúp cho Lương Ung có thể làm lại cuộc đời một lần nữa, sống yên ổn với con gái đến cuối đời. Năm đó, Lương Ung tàn sát hàng loạt, tới mức thê tử bị kẻ khác trả thù. Bây giờ chỉ còn lại đứa con gái, bao năm nay vẫn luôn được Tư gia bảo vệ. Nếu không thì hắn chẳng thể dám nghĩ tới sau này. Lời đề nghị này có vẻ khiến cho Lương Ung phân vân. Hắn cũng đang nghĩ tới việc sau khi hoàn thành nhiệm vụ thanh đồng này sẽ cáo từ Tư gia. Nhưng có vẻ không được rồi, hắn tự biết bản thân bây giờ đang ở trong tình trạng nào. Trước lúc nhắm mắt, hắn chỉ hối hận là không thể cùng các đồng đội hoàn thành nhiệm vụ này mà thôi. Tên Lưu Hoài Như tới nhắc nhở đám thuộc hạ làm việc cẩn thận, nếu không hậu quả như thế nào cũng biết rồi đấy. Mà thần Thủy Thạch tuy có sức mạnh nâng cấp lên kỵ sĩ xưng hầu, nhưng cũng không thể nào có thể đánh bại được sự đoàn kết chiến đấu của đám người Tuyết Ưng. Nói đi thì phải nói lại, tác dụng của ma thần Thủy Thạch không còn được bao lâu nữa, cho nên hành động phải thận trọng. Thử thách tiếp theo cũng không thể nào khiến họ lùi bước. Nhưng mà những bậc thang ở đây thật kỳ lạ, đặt chân xuống là liền biến mất. Suýt chút nữa thì đường hùng cũng bị rơi xuống dưới. May mà Tuyết Ưng nhanh trí cộng thêm sự hỗ trợ của sư cô nương đã nhanh chóng xuống được bên dưới. Ở đây Tuyết Ưng nhìn thấy pháp trận có 5 màu sắc khác nhau. Theo như suy đoán và độ hiểu biết của mình, nếu muốn phá trận thì chỉ cần dựa vào ngũ hành tương khắc, lần lượt phá giải là được. Đồng bào Tuyết Ưng chỉ cần theo thứ tự kim, lục, vàng, lam, đỏ lần lượt phá vỡ pháp trận. Quả nhiên đúng như lời của Sư Tĩnh Thù đã nói, pháp trận nhanh chóng bị phá vỡ, mở ra một con đường dẫn tới chỗ của bọn tà thần, dường như chúng đã chờ sẵn ở đây đợi đám người đồng bào Tuyết Ưng tới. Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt giữa Tuyết Ưng, Đường Hùng và ba tên hộ pháp. Đường Hùng là người có kinh nghiệm nhất, cũng là kỵ sĩ xưng hầu và cũng muốn trả món nợ cho Lương Ung đã hy sinh nên đã xông pha lên trước. Hai tên hộ pháp vì công dụng của ma thần Thủy Thạch đã hết thời gian nên đã bị phản phệ mà chết. Lần này Tuyết Ưng ra tay giúp Lương Ung trả món nợ máu này. Không ngờ tên hộ pháp không sợ lại còn tỏ ra vẻ khinh thường một kỵ sĩ ngân nguyệt nên đã phải nhận lấy trái đắng. Một chiều huyết vũ của đồng bào Tuyết Ưng đã khiến hắn ta phải câm miệng. Chỉ có điều, lần này tên Tư Bách Vinh vì muốn cướp công lao nên đã phá hỏng mọi chuyện, bị tên hộ pháp bắt giữ làm con tin. Và đương nhiên, đám người Tuyết Ưng dùng kế không quan tâm tới tên bất tài đó cho gã hộ pháp mất cảnh giác. Một đao của Tuyết Ưng khiến hắn phải bỏ mạng một cách thảm hại. Cùng lúc này ở Long Sơn Lâu, Tư An vốn đã phái thêm thuyền đi hỗ trợ đám người Đường Hùng, nhưng vẫn chẳng thể nào nghe được tin tức từ phía bọn họ. Phía dưới phi thuyền mang khí quá nhiều, cho nên đám người cứu trợ không dám hành động khinh suất. Cuối cùng thì tên thần sứ cũng sắp xuất hiện. Hắn ta đã nuốt trọn linh hồn của tất cả những thuộc hạ, tín đồ ma giáo ở đây. Đồng bào Tuyết Ưng dễ dàng đánh bại Lưu Hoài Như. Tà ma thần sứ cũng xuất hiện, vừa kịp cứu lấy tín đồ của mình. Hắn ta từ từ bước ra từ bên trong mật thất. Ánh mắt to ra lửa đầy tà khí nhìn đám người chính nghĩa, dường như tà ma thần sứ sắp có một cuộc săn bắt thú vị rồi.